Gần 2.000 chú mèo từ chất liệu sơn mài là số lượng mà người nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đã ấp ủ và cho ra mắt trong bộ sưu tập nghệ thuật của mình trong Tết Quý Mão năm nay. Bằng sự sáng tạo tài hoa, người nghệ nhân đã thổi hồn cho các tác phẩm từ chất liệu quen thuộc của làng nghề, góp phần quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đó là một trong rất nhiều những nội dung đầy thú vị mà chúng tôi sẽ kể cho quý vị trong chương trình Bạn của Nhà Nông đặc biệt đầu xuân năm mới ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Dấu tích sơn mài từ một làng quê cổ tại Đường Lâm, Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã nuôi dưỡng, khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận cho người nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát về những tác phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa mỗi dịp Tết đến xuân về. Bản thân là một nghệ nhân làm sơn mài, như vậy nên là tôi luôn luôn mong muốn là có thể là quảng bá được cái nghề sơn mài truyền thống tại địa phương. Chính vì vậy nên là tôi thường cho ra mắt những cái bộ sưu tập sơn mài vào những cái dịp cuối năm và chuẩn bị đón năm mới, chuẩn bị bước sang năm Quý Mão 2023 thì tôi cũng muốn là thể hiện cái hình tượng mèo và mượn hình tượng mèo trong dân gian Việt Nam để thể hiện được hết được những cái tôn vinh nghề thủ công truyền thống và có thể là giới thiệu những cái nét văn hóa tại vùng biển tôi đang sinh sống. Những cái độc đáo về nội dung và về văn hóa trong những tác phẩm của tôi được tôi gửi gắm đó chính là những hình ảnh mèo của đời sống người Việt, chứ không phải là hình ảnh con mèo của một nền văn hóa khác. Mèo Việt thì với cách nhìn, góc nhìn của tôi thì nó luôn luôn nó đáng yêu, nó hiền hòa, nó nhí nhảnh và nó có một cái gì đó nó rất là thân thiện, đã giúp người nông dân giữ gìn và canh gác cái thùng lúa để tránh cho những cái hội chuột nó tàn phá lương thực của người nông dân. Trên những tác phẩm mèo của tôi thì đã được tôi thể hiện nhiều phong cách hiện thực có, cách điệu có, và trên đó được tôi đưa nhiều ở đó những cái hoa văn họa tiết cổ của Việt Nam, chẳng hạn như là những cái hoa văn của trống đồng Đông Sơn, những cái bức tranh dân gian Đông Hồ về hình mèo. Những cái bức tượng mèo của tôi ở đây thì đã được tôi sắp đặt một cách đa dạng đúng với những cái đời sống thực của con mèo. Những bức tượng mèo có thể là được đặt ở trên nền đất, được đặt cho leo trèo lên trên cây cao và đôi khi là cả trên mái nhà nữa. Thì thông qua cái bộ sưu tập mèo 2023 lần này thì tôi cũng mong gửi gắm đến cho tất cả mọi người dân Việt hãy trân trọng, hãy yêu mến nghề thủ công, đặc biệt là nghề sơn mài, vì đó nó sẽ không chỉ là một cái nghề mưu sinh cho mọi người mà nó còn là một cách để mình gìn giữ văn hóa. Tôi cũng xin chúc tất cả mọi người sang năm mới mạnh khỏe, bình an và có được một cái thần thái thông minh và nhanh nhẹn như của loài mèo.